Bò bóng. Bò bóng. Vâng, 21-17, Trường Sa đã vô địch rồi quý vị ơi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với trận thi đấu chung kết giữa hai đội tuyển Trường Sa và Đồng Lương trong khuôn khổ giải thi đấu bóng chuyền hơi nữ do Huyện hội Phụ nữ Cẩm Khê tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Đồng Lương bên phía gần màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, tức là trang phục áo xanh, quần đen và giày đen. Còn đội tuyển Trường Sa ở phía xa màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, trong trang phục áo màu tím, quần màu nâu và giày màu đen. Thưa quý vị và các bạn, Trường Sa có quyền phát bóng trước, nhưng điểm cho Đồng Lương 1-0. Vừa rồi hai đội đã thi đấu set 1 với một kết quả là Đồng Lương thua Trường Sa. Hai đội đang thi đấu với một tinh thần rất là cố gắng. Đồng Lương đánh bóng không qua lưới, điểm cho Trường Sa 1-1. Trường Sa phát bóng. Bóng rơi tự do, điểm cho Trường Sa 2-1. Trường Sa phát bóng khá là mạnh quý vị ạ. Tấn công bóng không qua lưới, điểm cho đội tuyển Đồng Lương 2-2. Thời tiết vẫn khá là nắng nóng, mặc dù bây giờ đã là 4:30 chiều rồi quý vị ạ. Đồng Lương tấn công không thành công, Trường Sa lại sang bóng luôn. Tiếp tục số 10 tấn công rất hiền. Bóng đẹp quá, đập vẫn chưa được. Hai đội giằng co khá là lâu, bóng vẫn chưa tiếp mặt sân. Hay quá. Hai đội đánh bóng khá là an toàn quý vị ạ. Không được rồi, điểm cho Trường Sa 3-2. Một pha không hiểu ý nhau của phía Đồng Lương đã cho Trường Sa điểm. Tấn công khá mạnh, vẫn chưa được, lại liên tiếp luôn, không được. Trường Sa đánh bóng ra ngoài, điểm cho Đồng Lương 3-0. Đồng Lương phát bóng. Vâng, một pha đánh bóng rất căng của phía Đồng Lương, nhưng Trường Sa phòng thủ cũng rất tốt. Tiếp tục. Hai đội đang có một tinh thần thi đấu hết sức là nhiệt tình. Với một cái thời tiết nắng nóng như thế này thì quả thật là khi ra sân thì vận động cũng không hề dễ chịu chút nào. Phía Trường Sa thì sở hữu một đội hình khá là đồng đều, ai cũng có thể chơi đa năng ở tất cả các vị trí. Đặc biệt là có một vận động viên mang áo số 5, cô có những miếng má đánh khá là đa dạng, bỏ nhỏ tốt, đập bóng tốt và phòng thủ rất tốt. Vâng, Đồng Lương đánh bóng không có lưới, điểm cho Trường Sa 4-3. Trường Sa phát bóng không có lưới, 4-4 cho Đồng Lương. Lại không có lưới, 5-4 cho Trường Sa. Liên tục là những pha phát bóng lỗi của cả hai đội quý vị ạ. Đánh bóng rất khó, tuy nhiên vận động viên số 16 của Đồng Lương đã cản phá thành công. Không được, 6-4 cho Trường Sa. Một pha đánh bóng lỏng tay khá đẹp bên phía Trường Sa. Tấn công. Liên tục là những pha bóng qua bóng lại của cả hai đội. Tuy nhiên bóng vẫn chưa chạm mặt sân quý vị ạ. Tỷ số vẫn đang là 6-4 nhưng về phía Trường Sa.
tấn công rất mạnh, vâng, đã có điểm cho Trương Xá 7-4. Một pha tấn công rất mạnh và rất đẹp từ phía Trương Xá. Phát bóng khá căng. Trương Xá liên tục có những pha bỏ nhỏ rất là khó khăn dành cho Đức Lương. Đồng Lương tấn công khá là hiền. Đánh bóng. Bóng vẫn chưa chạm mặt sân quý vị ạ. Vâng, bóng đánh không qua lưới. Điểm cho Đồng Lương 5-7. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có thể quan sát thấy rằng là ở vùng quanh sân rất nhiều cổ động viên đi để cổ vũ cho cả hai đội. Trong số những cổ động viên này, tôi chắc chắn rằng đó là một số ông chồng đi cổ vũ cho các bà vợ của mình. Đồng Lương đánh bóng ra ngoài quý vị ạ, điểm cho Trương Xá. Thưa quý vị, tỷ số bây giờ là 8-8, nghiêng về cả hai đội. Các ông chồng đi cổ vũ cho các bà vợ của mình rất là nhiệt tình, và có một số ông chồng sẵn sàng trông con hoặc là bế con đi cùng để cổ vũ cho mẹ của nó. Với sự cổ vũ rất nhiệt tình của các ông chồng và những đứa trẻ thì tôi tin chắc rằng những vận động viên trong sân sẽ thi đấu hết sức mình, sẽ cố gắng hết khả năng để giành chiến thắng. Một phút chạy choạng của bên phía Đồng Lương. Không sao, bóng vẫn trong tầm kiểm soát. Tấn công. Tấn công rất đẹp, điểm cho Đồng Lương 9-8. Một pha ngửa bóng ra sau của vận động viên số 5 bên phía Trương Xá nhưng không thành công. Liên tiếp là hai pha tấn công của vận động viên số 2 bên phía tuyển Đồng Lương, tuy nhiên tỷ số vẫn là 9-8. Trương Xá đánh bóng ra ngoài, điểm cho Đồng Lương 11-8. Trương Xá liên tục bỏ bóng, bỏ nhỏ bóng. Phải nói rằng các vận động viên bên phía Trương Xá quan sát khá tốt những điểm yếu và khoảng trống của đối thủ. Tuy nhiên thì tỷ số vẫn nghiêng về Đồng Lương. Đây đúng là một trận chung kết vô cùng căng thẳng và nghẹt thở quý vị ạ. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang cầm máy quay và đứng phía ngoài sân. Tuy nhiên thì tôi có thể cảm nhận được là team mình đang đập rất là nhanh, cổ vũ cho cả hai đội với từng pha bóng rất là kịch tính. Vừa rồi là một pha cứu bóng tuyệt vời của Trương Xá, tuy nhiên là họ vẫn không thể cứu vãn được tình thế. Điểm cho Đồng Lương. Một pha tấn công lật lưới, tuy nhiên thì Đồng Lương đã cản phá được. Đánh bóng từ xa rất đẹp. Bóng vẫn còn trong sân, thật tuyệt vời. Đồng Lương đang nỗ lực để cứu bóng. Đánh bóng thành công. Tấn công rất đẹp của vận động viên số 2 bên phía Đồng Lương. Tỷ số bây giờ là 15-7. Ngay lập tức có pha trả lời từ phía Trương Xá 16-7.
Đồng Lương xin hội ý. Trận đấu lại tiếp tục với tỷ số là 16-7 quý vị ạ. Xin lỗi quý vị là 16-17. Số 10 tấn công. Tấn công vào góc xa. Tuy nhiên thì bên phía Trương Tá đã phòng thủ khá là tốt. Liên tiếp là những pha bỏ bóng vào góc xa. Hay quá, bóng rơi tự do, đó là khoảng trống mà Trương Tá đã khai thác. 17 đều. Trương Tá phát bóng. Không hiểu ý nhau, loạn choạng quá. 18-17 nghiêng về Trương Tá. Tỷ số cách biệt là một bàn các bạn ạ. Ai sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này đây? Chỉ còn cách biệt 3 đến 4 bàn nữa thì sẽ chạm mốc 21. Liên tục là những pha tấn công và đẩy bóng sang hai bên. Đập bóng không được. Tấn công cũng vẫn chưa được. Tấn công. Bóng đánh ra ngoài rồi. Vẫn còn trong sân. Vâng, cứu bóng rất tốt. Quá khó, bước một quá khó. 20-17 cho Trương Tá. Xin lỗi quý vị, 19-17 cho Trương Tá. Trương Tá có lẽ đang rất là hưng phấn quý vị ạ. Suýt nữa đã có điểm cho Đồng Lương. Không khí trên sân bây giờ đang rất là nóng. Tấn công không được, chắn bóng tốt. Một pha chắn bóng tốt của vận động viên số 5 bên phía Trương Tá. Như chúng tôi đã nói, cô chơi rất đa năng. Lại chắn bóng tốt. Vâng, và cô đã mang về điểm cho Trương Tá. 20-17, báo đỏ. Báo đỏ rồi quý vị ơi, Trương Tá đang rất gần với chiến thắng. Đang rất gần với chức vô địch của giải năm nay. Đồng Lương xin hội ý, tuy nhiên Đồng Lương đã hết quyền hội ý rồi quý vị ạ. Đồng Lương đã hết quyền hội ý, thưa quý vị. Trận đấu sẽ được tiếp tục. Chỉ còn một bàn nữa thôi, Trương Tá sẽ chạm tay vào cúp vô địch. Trương Tá liên tiếp có những pha cản phá mà chắn bóng rất chính xác, cũng như những pha bỏ nhỏ cực kỳ là tuyệt vời. Đẩy bóng về góc xa, vẫn chưa có điểm. Trương Tá sang bóng, chưa có gì. Đồng Lương sang bóng, vẫn chưa có gì. Bỏ bóng, không thành công, bỏ bóng. Vâng, 21-17. Như vậy là Trương Tá đã vô địch mùa giải năm nay. Xin chúc mừng cho đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Trương Tá. Chúc mừng cho các nữ chiến binh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trận đấu này. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.